Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về mẫu áo Batson 2020-2021 tại KKO Việt Nam. Đây là một cái thương hiệu mới ra mắt trong thị trường mới đây, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một mẫu áo mà sản phẩm KKO vừa cho ra mắt, đó là Batson. Mẫu áo được thiết kế rất là đẹp mắt với nhiều họa tiết chuyển nhiệt toàn thân. Thì đây là họa tiết chuyển nhiệt và tất cả logo in chuyển nhiệt thì rất là bền nha các bạn. Không bong tróc, màu rất là sắc nét với công nghệ in hiện đại nhất và công nghệ in full trực tiếp, không phải in offset như các bạn. Thì cái màu rất là tươi, rất là đẹp. Ok, thứ hai là về chất liệu vải, đây là vải 4 chiều Hàn Quốc độc quyền tại KKO. Mẫu này, vải này thì phù hợp cho công việc chơi thể thao, các môn thể thao ngoài trời như tennis, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, vân vân. Thì các bạn có thể là sử dụng cái mẫu áo này, có thể là chơi thể thao được. Và công nghệ in đây là công nghệ in chuyển nhiệt và in trực tiếp lên áo, thì nó sẽ không có sự làm cho các bạn khó chịu như là bị bong tráp hoặc là bị cộm trên áo và làm các bạn khó chịu. Đây là in trực tiếp vào vải luôn, thì nó sẽ rất là mềm, rất là mịn và thấm trực tiếp vải, không bong tráp như các bạn. Rồi, đến khi mọi người, hẹn gặp các bạn trong những video lần sau.